Hoàng Audio xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em tiếp tục lên tranh binh tại Tam Đảo Vĩnh Phúc, một bộ dàn âm thanh được kết hợp từ những thiết bị vừa mới ra mắt mới nhất năm 2023. Tổng giá trị của bộ cấu hình combo ngày hôm nay của anh là 24.900.000 đồng. Bộ dàn được kết hợp từ những sản phẩm thiết bị âm thanh như là Lafun Bass 30 VMS, đẩy liền vác số DC-X36 và cuối cùng là Sub Bass 40 S15 Pro. Chọn bộ một bộ dàn được nhập khẩu chính hãng TAB, và đặc biệt hơn đối với bộ cấu hình này thì hãng đã hỗ trợ tặng kèm anh bộ mic không dây DTAI trị giá 2.200.000 đồng. Và trong khoảng thời gian lần này thì khi tất cả các bác và anh em đặt hàng thì sẽ có rất là nhiều những phần quà giá trị cao và những chương trình khuyến mại lớn, đặc biệt là sẽ có những cái chương trình hỗ trợ đi kèm rất là tuyệt vời. Khi các bác mua trọn bộ một bộ dàn thì bên em sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp đặt tại nhà cho các bác trong một bán kính 100 km. Còn những bác khách hàng ở xa thì sẽ hỗ trợ đầy đủ dây jack kết nối cũng như là toàn bộ chi phí vận chuyển. Phiên bản loa full VMS đang có giá là 9 triệu đồng. Phiên bản loa full Bass 30 được nhập khẩu chính hãng TAB, có logo mẹ vàng của TAB và tem chính hãng, chế độ bảo hành trong vòng 2 năm. Và về phần bộ mạch cũng như là thông số đằng sau của loa, phía đằng sau của mạch thì cũng sẽ có thêm một tem bảo hành, và hai đường tín hiệu vào thì đều được làm bằng cọc đồng nguyên khối và bọc ngoài bằng những cái lớp silicon. Tất cả những cái linh kiện để tạo nên những sản phẩm của TAB thì đều được sử dụng bằng những linh kiện rất là tốt, từ 55 đến 22 cắt Z, trở kháng 4 đến 8 ohm và độ nhạy 98 dB. Công suất của phiên bản này sẽ dao động từ 550 đến 750W. 9 triệu đồng cho phiên bản loa full VMS kết hợp với đẩy liền vang số DAC-X36, phiên bản đẩy liền vang số mới nhất của TAB Pro đang có giá là 9 triệu đồng. Và đặc biệt hơn, mẫu model này thì đang được hưởng cái chương trình quà tặng rất là giá trị. Đợt này thì khi tất cả các bác và anh em mua hàng thì hãng sẽ hỗ trợ tặng kèm các bác bộ mic không dây DTAI, và khi các bác không lấy mic thì sẽ được chiết khấu trực tiếp vào sản phẩm. 9 triệu đồng đẩy liền vác số DAC-X36 và không lấy mic trừ 2.2 triệu, còn 6.800.000 đồng. Những chương trình khuyến mại rất là cao đúng không? Phần quà tặng kèm cực kỳ là giá trị. Và cuối cùng là Sub Bass 40 S15 Pro, phiên bản mới nhất vừa mới ra mắt cách đây khoảng một vài tháng thôi. Bản này đang có giá là 6.900.000 đồng. Chế độ bảo hành 2 năm và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Công suất max của nó đạt đến 1.650W. Và đây là một trong những phiên bản đã được trang bị những cái tính năng cực kỳ là cao cấp, đã được trang bị thêm tính năng tự động ngắt khi không sử dụng. Đối với mẫu model này thì trong quá trình các bác chơi nhạc thì các bác ngắt nguồn tín hiệu vào trong khoảng 2 đến 30 giây thì Sub nó sẽ tự động ngắt nhá. Một trong những cái tính năng rất là hiện đại đúng không ạ? Thứ nhất là bảo vệ bộ dàn này, bảo vệ bộ mạch này, và thứ hai là tiết kiệm điện. Rất là tuyệt vời. Về phần thông số của Sub, bản mới nhất năm 2023 chạy điện 220V 50-60Hz, công suất dao động từ 950 đến 1650W, đầy đủ những cái phần tem niêm phong bảo hành. Dòng này là dòng Sub điện lai hơi nên là các bác có thể chơi được cả đường điện lẫn đường hơi. Tổng giá trị của bộ cấu hình là 24.900.000 đồng. Bác nào có nhu cầu quan tâm muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo số điện thoại 0967 345 155 để bên em tư vấn, và các bác có thể nhận được những phần quà giá trị cao và những cái chương trình hỗ trợ khuyến mại rất là tuyệt vời nhá. Cho anh lời đắng cay làm gì?